À, mua mic ở đâu ạ anh Hưng hà? Mic này thì em mua ở Hà Nội thôi, ở chỗ Cường Audio ấy ạ. Một người bạn của Thúy. Nếu mà anh chị nào mà cùng muốn mua mic này ấy, thì liên hệ với Cường Audio. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.